cái lưng nó cong nhìn thì thấy cũng rõ rồi. Đây nè, nhìn là thấy cái lưng cong rõ ràng ha. Thấy chưa? Rồi, mình lên đây thử này. Qua đây. Rồi. Lên đây là đường nó ngon đi chứ. Đó, giữ lưng vô. Hai cái gót chân vô sáng vô đó. Rồi, ok. À. Rồi luồn xuống, tức là còn có một thước rưỡi, ủa thước ta thước mấy thước tám ha, đâu bốn thước bốn một thước này là 50 à, 1495. Rồi ok được rồi, rồi mời chị. Nằm là cánh, nằm thử coi, nằm đây nằm ngửa ra coi, chắc là cong người lên phải không? Đó, nằm thẳng ra coi. Đó, ô, không được. Đau, nằm gì rất là đau đúng không? Cái cổ phải ngỏng lên kìa. Mét 55 thì là được một màu sắc. Đâu, mét 50,5. Thì 50,5. À đúng rồi. Rồi, bên đây là 1495, giờ là 1505. Rồi, mời chị. Bây giờ chị đi bình thường thế đi. Ok rồi đó. Rồi mọi người sẽ nhìn thấy nha. Đây nè. Đây, mọi người sẽ thấy cái lưng của chị nè. Đó, được chưa? Thẳng thốn được chưa? Rồi giờ đi thoải mái đi. Có chị nói đó rồi. Nó không có cái chuyện níu, nó trì xuống vậy. Bây giờ hết níu, nó trì rồi ha. Bây giờ làm sao? Nó ngồi, nó không có nổ chết. Nó thoải mái mà. Nó không có cái gì nữa. Giờ hết thấy như bệnh rồi ha. Cái quan trọng là cái lưng thẳng bo nè, mọi người nhìn nè ha. Hết công rồi đó chưa? Oh, why? Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 098